các vật phẩm tưởng chừng như không thể sử dụng thì hôm nay sẽ trở thành những cái vũ khí siêu mạnh với những cái khả năng đặc biệt. Vậy với những cái vũ khí này, liệu mình có thể tiêu diệt rồng Ender Dragon hay không? Rồi các bạn ạ, với cái công thức ở trên màn hình của các bạn ngay bây giờ, mình sẽ cố gắng chế tạo ra một thứ giúp mình có thể biến hóa tất cả những cái vật phẩm mà mình có được trở thành những cái vật phẩm siêu mạnh. Khoan, cái cục gỗ đầu tiên nó rơi xuống dưới đất rồi à. Chúng ta có than ở đây rất là nhanh, bởi vì chúng ta đã có thể chế tạo ra được một cái món đồ đầu tiên trong cái công thức đó rồi. Mình làm nhanh một cái cúp bằng đá, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau lấy than ở đây. Chúng ta sẽ cần một cái block than nha các bạn, 9 cái. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm được một khối than. Cái chỗ của chúng ta hơi bị nguy hiểm một xíu. Ui, đi qua đây không mất một giọt máu luôn. Và chúng ta sẽ đáp xuống chỗ này. Tuyệt vời. Đâu rồi nhờ anh người sắt, đâu nhờ anh người sắt mà cho mình 5 cục sắt thì sẽ ngon lắm đây. Và ở trong đây chúng ta có đồ ăn. Ôi ngon lành. Thêm táo và một bánh mì. Ok ok, chúng ta có đầy đủ đồ ăn cho cái video này rồi, và chắc chắn mình sẽ sử dụng cái món đồ đó để có thể chiến thắng con rồng Ender Dragon. Vậy nên hãy cùng xem đến cuối video để biết những cái vật phẩm đó là gì nhá. Hello, ở đây có anh người sắt không ạ? Đây rồi anh ơi. Tại sao lần này anh ở trên đây cao thế? Xin là xin vĩnh biệt anh người sắt nha. Chỉ có 3 cục sao khiêm tốn quá vậy ta. Vậy là vẫn phải cần thêm vài cục sắt ở đây nữa. Đủ sắt là được. Mình sẽ cùng nhau để như thế này, một cục khói than ở giữa và một cây gậy búa lò rèn. Có thể rèn ra được vũ khí từ những cái vật phẩm. Để mình xem coi là chúng ta có thể rèn được cái món đồ gì. Đây rồi. Nhanh chóng rơi xuống luôn coi nào. Nếu có một cái rương sẽ tuyệt vời. Rương đây rồi. Và đúng một cái quả cầu lửa luôn các bạn ơi. Cái này chúng ta có thể làm được một cái bật lửa để bật cái cổng này lên, bảo vệ kho vụ nổ 3, bảo vệ kho lửa 2, rất là tuyệt vời. Nhưng mà chúng ta sẽ cùng nhau quăng cái này xuống, và nếu bây giờ mình chuột phải nó biến thành một cái dao, chuột phải để bắn ra được một cái sức mạnh có thể chịu hồi một cái gì đó từ bầu trời gây sát thương tới tất cả những con quái vật ở xung quanh. Và nếu ngồi xuống chuột phải thì sẽ có một cái cục lava hay là dung nham gì đó, và sẽ có hiệu ứng quy thờ với những cái đối tượng này. Ok, chúng ta có thể đọc nhiều quá. What? Nó chữ một cái cục gì kìa các bạn? Nó có thể đổi cái gì không nhờ? Ok, nó không biến cái cục này và mọi thứ xung quanh biến thành những cái block dưới địa ngục. Mình rất là muốn sử dụng cái cây này để có thể coi chúng ta làm được gì nữa. Và rất là nhiều quái vật dưới này. Ok, ngọc lục bảo luôn nhưng mà chúng ta không cần. 3 cục này để có thể làm được một cái xô nước này. Ê, zombie dân làng, xin lỗi. Rồi, với cái 3 cục sắt này chúng ta có thể vào được địa ngục bất kỳ lúc nào mà mình muốn. Và dưới địa ngục cũng có thể sẽ có rất là nhiều những vật phẩm mà mình muốn biến nó thành những cái vũ khí xịn các bạn ạ. Đây rồi, một cái hang mới có vẻ xịn sò hơn đây. Ôi, nghe tiếng skeleton đâu vậy? Mày ở đây à? Mày hả bưởi? Ok, dính hiệu ứng quy thờ nè, và boom. Mình nghĩ con đó tan biến rồi đó. Creeper, thuốc súng. Hình như thuốc súng cũng có thể biến hóa thành một cái vật phẩm khác. Và để xem. Uầy, cái gì này? Nó giống cánh tay vậy. Chuột phải để bắn ra được một cái đạn thuốc súng, và nó có thể đẩy lùi bản thân của mình xuống. Ngồi xuống coi nào. Oh my god. Ok, nó khá là mạnh. Yeah, mình hơi thích cái này rồi đấy. Wow, nó phá nát trong này được luôn ấy mọi người. Được thế nhờ. Cái này gây sát thương cho sẽ nhiều lắm đây. Mình nghĩ với những cái món đồ còn lại chúng ta sẽ cần phải đi xuống địa ngục đấy. Vậy nó là một cái cổng lẻ nào. Và chúng ta đã có được một cái cổng. Let's go. Chúng ta đi xuống địa ngục nào. Uầy, cái tà độ này hơi xấu nhỉ. Nhưng mà không sao. Hãy xem đây. Chúng ta phá luôn cái cổng của chúng ta. Hình như với cái kiếm ở trong kho đồ của mình, mình sẽ không bị lửa, nên là mình đi dưới đây cũng không phải gọi là khó khăn gì cả. Một cái The Fortress ở ngay đây à. Oh my god, chúng ta có thể đánh được complay siêu lẹ luôn mọi người ạ. Yeah. Ui, và đây nhân vật chính của chúng ta. Rồi, thử sức mạnh này coi. Rồi, nó có rớt ra cái quay lửa không? Nah. Có vẻ khi mình tiêu diệt luôn là complay nó chết luôn mọi người. Nó không hề rớt ra một cái quay lửa nào nữa. Tên là chúng ta sẽ đánh nó. Ok, 8, chúng ta có thể đi được rồi. Đi tìm mắt Ender thôi. Nếu mình nhớ không lầm thì ở đâu đây cũng sẽ có một cái rương. Đúng rồi, để coi. Đồ ăn, chúng ta rất cần nó. Hắc diện thạch, mũi tên và một cái mẫu rèn. Ok, ngon rồi. Chúng ta chỉ cần đào ngang qua ở chỗ này nữa nên sẽ có thêm một cái rương. Và một cái sản vàng cũng được. Sợi chỉ, thêm vàng và một cái quần vàng. Ok, chúng ta đang thiếu đồ. Rất ngon, đầy đủ bộ đồ vàng rồi. Rồi, đào vàng thôi.
Rồi, đổi đồ với vài con Piglin ở đây nào. Đây chỉ cần con mắt thôi. Ồ, hình như là sắt cũng có thể biến thành được một cái vũ khí nữa thì phải. Boom! Quả cầu sắt à. Chuột phải đang thể quăng nó và nó sẽ phá hủy những cái block và gây sát thương cho những con quái vật hay là những con mob. Boom! Oh my god! Holy! Oh yeah! Oh yeah! Nó hơi mạnh đó các bạn ạ. Nó hơi mạnh đấy. Ok. Lại nó nào. Oh, trời ơi. Oh, ok. Nó gây sát thương mạnh thật. Và nguyên cái chỗ này nó bắt đầu bị phá hủy luôn rồi. Không đụng vào nó nữa nhá. Mình nghĩ là cái quả cầu này sử dụng rất là thích hợp cho cái việc đánh bại con rồng luôn á mọi người. Ok, để mình xem. Làm ơn có ngọc đi nào. 16 cục, yeah. Chúng ta có, cũng khá là nhiều đó chứ. Vậy thì bây giờ mình có thể sử dụng một cái cục ngọc này để biến nó thành một cái vũ khí nữa. Và boom. Wow, cái gì thế này? Nhìn lạ và dị thế. Cục ngọc ngồi xuống để có thể dịch chuyển đến bất kỳ nơi nào bạn nhìn thấy. Chuột phải để có thể ngồi lên cục ngọc và nó sẽ tự động biến mất sau 10 giây hả? Oh my god. Ok, nó đi khá nhanh đó. Nó đi hơi nhanh hơn mình tưởng rất là nhiều. Và làm lại nào. 10 giây. Ôi dồi ôi. Bro, bắn ta đi đâu vậy? Ui, 10 giây lâu rồi à? Ok, viết. Các bạn thấy cục ngọc cũng khá là xịn đúng không nào? Chúng ta có thể phá hủy chuột rồng với nó. Vậy thì còn chơi gì nữa? Let's go. Chúng ta có thể đi về được rồi. Và khi đi về chúng ta sẽ cần thu thập thêm 2 món đồ nữa để có thể đánh bại con rồng. Tạm biệt địa ngục. À, bây giờ thẳng tiến tới cổng rồng nhỉ. Ở cổng rồng chúng ta có thể tìm được 2 cái món đồ luôn các bạn ạ. Sử dụng con mắt này để đi là đẹp. Thoải mái vậy. Và ok, nó nằm ở giữa đây luôn rồi các bạn ạ. Chúng ta có thể sử dụng cái này để phá. Boom. Oh my god. Oh yeah. Chúng ta có thể phá được nó. Ôi. Cái này làm ơn đừng có phá cái cổng rồng nhá. Rồi rồi, cái stronghold đâu? Nó có thể ở đâu đây nè. Đây rồi. Rồi, vào bên trong thôi. Bây giờ nhá, ở trong đây chúng ta sẽ cần phải để ý tới. Một, chính là con nhện. Bởi vì chúng ta sẽ cần mắt nhện. Hai, là bây giờ chúng ta sẽ cần đào một cục redstone để có thể biến ra được một cái gì đó. Ô, kim cương kìa, nhưng mà chúng ta không làm được với kim cương. Và mình đã thấy đá đỏ. Đây rồi. Ê, chơi đi. Và mình lấy cục này nhá. Đây, một redstone. Sau đó bây giờ mình sẽ biến nó. Ủa, cái rương màu đỏ. Cục phải để ra được một cái gì đó. Ủa, một cái rương của một cái công trình ngẫu nhiên. Trong đây có gì nào? Nó rất xịn nha mọi người. Nó rất xịn nha. Chúng ta có sắt, chúng ta có vàng, chúng ta có đồ ăn. Rồi, trong mơ, đồ trong mơ luôn ấy. Rồi, chuột phải nữa coi nào. Ok, trong đây thì rương này là của công trình nào? Các bạn biết đây công trình nào không? Bình luận phía dưới mình biết nha. Mình để coi. Rương này chắc chắn là trong The Fortress này. Và còn rương này nó cũng không có cái gì xịn hơn cho mình cả. Ui bắp thế. Boom, cái cuối cùng. Wow, lại có thêm đồ rồi. Ê, bạn nào thích cái rương này thì có thể bình luận cho phía cho mình biết là bạn nào thích cái rương này nhá. Nhưng mà chúng ta có thể đào kim cương ở đây. 40 kim cương và không cần phải làm gì cả. Mình chỉ muốn đào kim cương thôi. nghe tiếng nhện và con nhện nó ở đây. Yeah. Oh, nó luôn rồi. Boom. Một cái cây gậy phép. Nó có thể cho quái vật xung quanh của bạn bị nhiễm độc. Và nếu người nào không bị nhiễm độc thì sẽ bị hiệu ứng nhiễm độc. Chúng ta có thể. Oh my god. Sao cái tiếng nó nghe quen thuộc đấy. Nhưng mà chúng ta lại không có sử dụng chiêu này được nhiều. Chúng ta có thể quăng tơ nhện để cản quái vật này. Nghe cũng hay nhưng mà nè. 50 kim cương rồi. Làm cái mũ thôi. Các bạn nào có tới đây rồi thì có thể bình luận là mũ kim cương ở dưới phần bình luận nha. Để cho mình biết chắc các bạn đã coi tới đây. Vậy đi. Không còn cái gì nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau tới lượt đánh rồng thôi. Mà trong đây có một con mắt. Chúng ta sẽ cần 5 con mắt nữa. Đủ. Let's go. Chỗ đẹp. Bắt block đi lên nào. Và để coi những cái vũ khí mà mình có được có giúp mình đánh bại những cái trụ này hay không đây. Đầu tiên sẽ là cái cục này nhá. Để coi nó phá được cái hắc diện thạch không nè. Bể cái trụ luôn. Ngon. Yeah. Mình muốn nó như vậy. Có những cái món đồ xịn thì việc phá trụ nó phải như thế đúng không các bạn. Thế là mình sẽ tiêu diệt hết được những cái trụ hồi máu rồng luôn cho nó lẹ nè. Và cái cuối cùng, bầm xong. Rồi, không cần cái này nữa. Ơi khoan, mình có thể đánh được con Enderman với cái này không? Nó cái này không đánh được với Enderman. Rồi, bỏ nó qua một bên. Còn mấy cái gậy phép thuật thì sao? Ôi, nghe có bị độc cũng ghê đấy. Ui, bị độc hết luôn cả bọn kìa. Không biết con rồng có bị độc không nhỉ? Chắc là không đâu. Vậy thì nó sẽ còn lại 2 món đồ là cái nấm đấm này và cái nấm đấm này chắc chắn là gì? Rồng rồi đấy. Còn cái này thì sao? Boom. Ok, những con này sẽ bị dịch chuyển ra chỗ khác. Không thích lắm. Nào rồng ơi, xuống đây thử một phát coi nào rồng ơi. Boom. Ok. Trong lúc nó bay mình có thể chữa những cái cục mắt ma cho con rồng nó bị mất máu các bạn. Tao bay lên chơi với mày luôn. Yeah. Boom.
Ui dồi, chơi hơi ngu. Ô, mem chết. Vẫn sẽ giết được mày thôi đồng ơi. Cái đường tiếp theo sao đây vậy? Đồ của bắp. Đây rồi. Boom. Let's go. Chết đi. Yeah. Rồi sau đó đu thẳng vào. Tuyệt vời. Chúng ta đã tiêu diệt Rồng Ender Dragon. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem đến hết video này. Và nếu bạn nào muốn xem tiếp video của mình thì có thể ấn vào cái video trên màn hình ngay bây giờ để qua đó xem một cái video đặc biệt. Liệu mình có thể chiến thắng chế độ không thể nào đào block được là chế độ phiêu lưu của Minecraft hay không nhá? Hãy ấn vào cái video trên màn hình ngay bây giờ để qua đó xem liền nha các bạn. Video chắc chắn sẽ hơi bị hay luôn. Bye bye.